Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc bình giữ nhiệt của hãng Lock & Lock. Đây là chiếc bình khá đặc biệt vì nó có hình giống như cái cốc nước, giúp các bạn dùng tiện lợi hơn. Mã của sản phẩm là LHC4140SLV. Cái này nó cải tiến hơn một số bình là cái nắp gạt, là nắp này là dạng nắp nút bấm. Cứ bấm xuống nó sẽ đóng và bấm xuống là mở. Dung tích của cái bình này là 580ml. Được chế tạo từ thép không gỉ 304, inox 304 và có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Đây là thông tin của sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Lock & Lock Việt Nam. Dung tích là 580ml, khá lớn. Và trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn, vỏ bằng inox 304. Đây là thông tin của sản phẩm, dung tích này, mã số LHC4140. Đây là bên trong của cái bình này. Sửa rất là dễ vì các bạn thò được cả tay vào. Đây là bình hai lớp. Các bạn đổ nước thì chỉ cần đổ đến cái mực mắc này thôi, không đổ quá nhé, vì nó liên quan đến cái khóa ở đây. Cái này đều có gioăng cao su để đảm bảo nước không tràn ra ngoài. Khi các bạn đổ nước vào thì nó sẽ giữ nhiệt nước ở trong. Và vặn cái nắp này chặt lại. Bấm này để đóng và mở. Đây là mở này, bấm này, đóng này. Khi đóng thì nước nó sẽ không tràn ra ngoài, vì có gioăng cao su bảo vệ. Khi nào muốn sử dụng thì các bạn bấm này thì cứ sử dụng như cốc nước uống bình thường thôi. Nó sẽ chảy qua cái khe này để chúng ta uống nước, rất là thuận tiện. Và cái này, hóp này để vừa cái phần để cốc trên xe ô tô, họ thiết kế như vậy. Còn phần to này để các bạn chứa được nhiều nước hơn. Đây gọi là cốc giữ nhiệt thì đúng hơn. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bình giữ nhiệt bằng kim loại của Lock & Lock có tên là Tumbler, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.